Chào các bạn, trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam xin giới thiệu cho các bạn thông tin về trường Slabatter ở Úc, giúp cho các bạn có thêm được sự lựa chọn về trường khi đi du học tại Úc. Và trường Slabatter thì trước đây là trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hàng đầu về thời trang tóc và chăm sóc sắc đẹp. Trường được thành lập năm 1971 như là một thẩm mỹ viện chuyên nghiệp cao cấp. Và đến năm 1986 thì Slabatter bắt đầu phát triển và khai thác giảng dạy và đào tạo nghề cho sinh viên quốc tế. Và học viên theo học ở đây thì sẽ có 900 giờ thực hành tại các salon beauty của Slabatter. Và nghề tạo mẫu tóc và chăm sóc sắc đẹp là một trong những nghề hiện đang được thiếu lao động tại Úc. Trong bảng danh sách các ngành nghề được ưu tiên thì nghề tóc là đứng vị trí thứ tư, và sinh viên có cơ hội là định cư sau khi có bằng về cái lĩnh vực này. Và năm 2009 thì trường đã đổi tên thành là Butter Institute và khai trương một số ngành học mới bao gồm như là sửa chữa ô tô, làm bánh, kỹ nghệ mỹ thuật sắc, Anh ngữ và kinh doanh. Và khóa học tiếng Anh tại Slabatter thì được khai giảng hàng tuần và thời gian học thì linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cho các bạn học viên có thể là tìm kiếm thêm thu nhập ngoài giờ học. Và sau khi hoàn tất cái chương trình học thì sinh viên được cấp cái giấy chứng chỉ là 3-4 và cao đẳng nghề. Các bằng cấp đào tạo tại trường thì sẽ giúp cho học viên là dễ dàng xin việc tại các salon thẩm mỹ, cửa hàng làm bánh hay là các trung tâm sửa chữa ô tô, phục vụ khách sạn và làm tóc nổi tiếng trên khắp nước Úc hoặc là làm việc tại trường với mức lương chia theo tỷ lệ đó là 40-60. Đặc biệt là sau khi học viên hoàn tất khóa học tại trường thì có thể là xin phép nộp hồ sơ xin định cư tại Úc. Và với cái lịch khai giảng và lịch học linh hoạt thì sinh viên có thể là sắp xếp lịch học ngắn và trong cái chương trình tại trường. Điều kiện để được nhập học tại trường thì các bạn đang học phổ thông trung học hoặc là đã tốt nghiệp phổ thông trung học, trình độ tiếng Anh của bạn là yêu cầu IELTS là 5.5. Những bạn học sinh mà chưa có đủ điều kiện IELTS thì có thể là học khóa tiếng Anh của trường trước khi vào học khóa chính. Mọi thông tin thắc mắc về trường, mức học phí như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ quận Nhất, quận 5, hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp về số hotline 0838484879 hoặc là 0838382080. Thông tin về trường các bạn cũng có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com.